đời sống thường hay bị phiền não bao vây, bằng cách nào vượt qua như vậy, có phải là đổ nghiệp không, vân vân. Nói chung là cái câu hỏi này không riêng gì một người, mà chúng ta thường hay gặp ở trong cuộc sống. Có một loại bệnh mà nó khủng khiếp hơn các cái bệnh trong thân, đó là bệnh phiền não ở trong tâm của mình. Trong tâm của mình đó có cái bệnh phiền não, có nghĩa là gì? Là mình không bằng lòng với những cái gì xung quanh của mình, và chúng ta hay là bị bế tắc, rồi hay là bị sân si, hay là bị khó chịu, hay là bị bức rứt, hay là bị đau khổ, hay là bị thống khổ, hay là thống khổ hoặc là đau khổ mang tính khốc liệt, tức là trong đời sống đó, tất cả những cái đưa đến cho mình đau khổ, đưa đến cho mình thống thiết, đưa đến cho mình là thống khổ, đưa đến cho mình bế tắc ở trong cuộc sống, đó là đều là những căn bệnh phiền não mà gây ra ở trong cuộc đời. Cho nên đó, có những người ta chịu không nổi, người ta bị stress hoặc là cao nhiều nặng hơn nữa thì người ta bị trầm cảm. Cho nên đó, quý vị thấy là một cái người mà gặp những cái trường hợp đó đó, cho nên họ rất là khổ đau và luôn luôn lúc nào cũng bế tắc, suy nghĩ tiêu cực. Có nghĩa là họ muốn rút lui, họ muốn thối lui, họ muốn bỏ đi, họ muốn nhảy sông, nhảy cống, vân vân, để người ta tìm một cái nơi mà thoát ra khỏi cái dòng cảm xúc đó. Thì cái gốc của cái vấn đề này á, là nằm ở cái chỗ á, là người ta đau khổ với cái sự việc mà người ta không có giải quyết được cái sự việc, hoặc là mong mỏi giải quyết một sự việc mà không có con đường để giải quyết sự việc. Cho nên đó, những cái gây ra xung quanh của mình đó, nói chung là chưa có một lối thoát. Cho nên đó, trong những trường hợp này á, quý vị á, là chúng ta những cái gì mà mình giải quyết được thì hãy giải quyết, còn vấn đề gì giải quyết không được đừng có cố mà giải quyết. Tại đã gọi là giải quyết không được mà giải quyết cái gì? Nhưng mà người ta muốn luôn luôn lúc nào giải quyết cho nó xong. Có những cái mà nó xong, có những cái nó không xong, phải sống với nó. Bây giờ ví dụ như ta bị bệnh đi, mình muốn là trị cho nó hết bệnh, cho nó xong cho rồi, rồi mình còn sống cái đời sống nữa. Nhưng mà là bệnh nan y sao trị hết, hoặc là không phải bệnh nan y mà là một cái loại bệnh trị khó hết. Nên đó quý vị á, là thấy mình đâu có giải quyết xong được đâu. Nếu giải quyết xong được á, thì là bác sĩ người ta giải quyết xong cho mình rồi. Cho nên á, giải quyết xong không được thì á, là họ bị gọi là bế tắc, cho nên họ rất là đau khổ với nó. Nói ví dụ như bệnh thôi, cho nên mình giải quyết không được một cái vấn đề, ví dụ như đó là bệnh, thì mình hãy sống chung với nó đi. Sống chung nghĩa là gì? Chúng ta uống thuốc, chúng ta kéo dài nó ra, chúng ta chặn đứng nó lại, đừng cho nó là sanh khởi nữa, và mình hãy quan hỷ với chính nó, vì đây là nghiệp của mình, mình phải trả. Chứ đã là nghiệp rồi mình không trả cũng đâu có được. Cho nên đó, đây là nghiệp của mình là mình phải trả thôi. Nên đó người ta nói là quan hỷ mà trả, nhưng mà mình không quan hỷ được nữa thì đừng có phiền não mà trả. Có nghĩa là trả không phiền não, trả quan hỷ, trả vui vẻ. Nó có nhiều cái cấp độ trả khác nhau. Thì cái cấp độ á, mà thấp nhất á, là cấp độ á, là người ta trả mà không có bị phiền não, mà không có vui vẻ. Có nghĩa là biết đây là mình đã gieo, bây giờ tới cái duyên á, thì là mình phải trả. Nhưng mà người ta không có phiền não với nó, trả cho nó hết, cho nó xong thôi, chứ không có phiền não với nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta trả mà ông ta phiền não mới gây ra trong cái hoàn cảnh này nè, là trả mà gây ra phiền não. Tất cả những cái gì ở trong cuộc sống này là những cái mà mình đối diện, những cái mình có được, những cái mình tiếp xúc, những cái mình thấy được, những cái mình nghe được, những cái mình biết được, những cái xung quanh mình tiếp xúc đó, thì tất cả những cái đó là nghiệp của chính mình đấy. Nó chính là nghiệp của chính mình. Cho nên á, mà đó là nghiệp quả. Nên mình sống á, là sống với nghiệp nhân, sống với nghiệp quả của mình đó. Mình sống nghiệp quả tức là những cái gì mà mình gieo giờ bị quả báo. Còn nghiệp nhân là những cái gì chúng ta thực hiện ngày hôm nay.
Cho nên chúng ta sống trong nghiệp nhân và sống trong nghiệp quả. Trong nghiệp nhân có cái phiền não của nghiệp nhân, trong nghiệp quả có cái phiền não của nghiệp quả. Và cái phiền não của nghiệp nó là một cái động lực để thúc đẩy quá trình tạo nghiệp. Cái phiền não là một động lực để thúc đẩy quá trình tạo nghiệp. Cho nên quý vị gặp trong cuộc sống những cảnh mà bất như ý, nghịch lòng, những cái cảnh mà người ta hại mình, người ta lừa đảo, người ta nói dốc, người ta nói dối, rồi áp lực giải quyết không được. Ở trong gia đình, cha, mẹ, anh, em không có cái hướng giải quyết, không có lối thoát. Rồi đi làm thì công ty, công việc, vân vân, không có lối thoát. Ví dụ như bữa trước á, có cô Phật tử, cô nói là cô đi làm ở trong công ty đó ai cũng ghét cổ chứ. Mà cổ làm mười mấy hai chục năm nay rồi, nếu mà bỏ đó ra đi thì chỗ khác phải làm lại từ đầu. Còn chỗ đó thì cổ làm lương cũng khá, và công việc thì nó quen rồi, mười mấy hai chục năm nó quen công việc, nên cổ bỏ công ít, sức ra ít, mà cổ cũng lãnh lương được y như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đi một chỗ mới á, thì giờ cũng lớn tuổi rồi, đi chỗ mới người ta nhận mình vô á, thì cũng phải làm lại từ đầu. Mà nó không còn thời gian để làm lại từ đầu nữa. Cho nên đó là cổ rất là phiền não. Khi mà người ta ghét, người ta đổ thừa này, người ta đổ thừa kia, người ta đổ thừa nọ, cổ muốn stress luôn. Có nghĩa là căng thẳng, bức xúc, căng thẳng, muốn giải quyết vấn đề, chỉ mong cầu một cái điều là mọi người để cho mình bình an thôi. Nhưng mà người ta không để cho mình bình an, cho nên đó là cổ bức xúc, khó chịu, và đi đến một cái tình trạng là căng thẳng, luôn luôn lúc nào cũng sợ đi vào ở trong công ty, sợ người ta nhìn, sợ người ta ngó, sợ người ta nói, sợ đủ thứ hết á. Thì thầy mới nói là bây giờ á, cái nghiệp mình dĩ nhiên phải gánh rồi, nhưng mà cái này cũng mang vấn đề tâm lý nữa. Do đó mình cứ đối xử đàng hoàng với người ta đi, người ta sẽ đối xử đàng hoàng với mình. Mình quan tâm cho người ta đi thì người ta quan tâm cho tới mình. Mình từ bi thương yêu người ta đi thì người ta thương yêu mình. Bây giờ tất cả các cái quan gia trái chủ ở trong cuộc đời này, chúng ta là phải giải quyết bằng tình thương yêu và sự giúp đỡ. Ví dụ như là những cái quan trái đó, ai không ghét, ghét mình, đúng không? Ai không vu oan, vu oan cho mình. Thì cái này là những cái quan trái đâu trong kiếp trước á, mình đã từng vu oan gì cho họ đó, mình đã từng vu oan gì cho ai đó. Cho nên bây giờ á, gặp cái trường hợp bất như ý như thế này, cho nên thường xuyên mình khởi lòng từ á, thường xuyên mình khởi lên cái tâm từ. Khởi lên tâm từ có nghĩa là thương yêu tất cả muôn dạng loài chúng sanh. Đừng có khởi lên một cái tâm nào chống lại họ hay là bất đồng với họ cả, mà mình khởi tâm thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Mình tập, mình khởi tâm đi, một từ từ tất cả cái này nó sẽ lặn đi từ từ, không có gì mà nó kéo dài, kéo mãi thời gian hết á. Nó sẽ lặn đi từ từ, mình coi là nó sẽ lặn đi từ từ nếu chúng ta biết thương yêu. Cho nên đó là hàng đêm hay là ngày ngày mình tập cái tâm từ bi. Gặp ai á, chúng ta đừng có ứng xử trước mà đem cái tâm từ bi ra để bao bọc họ trước. Ví dụ như mình gặp bất kỳ một ai tính nói chuyện họ đó, thì mình khởi lòng từ bi trước, khởi lòng từ bi qua bao bọc họ trước, và sau đó mình mới nói chuyện. Bất kỳ ai, người thương, người thân, người sơ mới quen hay là tiếp xúc, cái này hay lắm, tức là mình khởi lòng từ bi với họ đi. Thì ở góc độ từ bi mình chỉ làm lợi ích cho họ thôi, chứ mình không có làm hại họ. Mà làm lợi ích cho họ mình có phước thôi, chứ không bao giờ mình có gây thêm tội chứ. Cho nên bất kỳ cái gì chúng ta tập cho nó quen, bất kỳ gặp ai, gặp người nào, gặp con vật hay gặp hoàn cảnh nào đối với chúng sanh nào, thì chúng ta hãy khởi cái tâm từ bi thương yêu trước, thương yêu họ. Rồi sau đó mình mới xử sự. Chúng ta xử sự với tâm từ bi đó thì là mình sẽ làm lợi ích cho họ và mình không có gây tội. Còn nếu mà chúng ta xử sự với cái tâm ích kỷ của mình, làm lợi cho mình thôi mà mình không nghĩ về người khác, thường hay mình làm đau khổ cho người ta, cho nên mình bị tội. Nên tất cả xử lý, gặp gỡ, giao thiệp thì chúng ta hãy dùng cái tâm từ bi hết, tâm từ bi để mà mình tiếp xúc, dùng cái tâm từ bi để mà mình giải quyết vấn đề thì nó sẽ đúng thôi. Nó thứ nhất có phước,
thứ hai á, mình sẽ hóa giải được những cái hoàn cảnh, những cái quan trái ở trong cuộc đời. Cho nên á, cái vị này nó là cả năm trời rồi, mỗi khi á, là đi chùa á, lại gặp toàn chuyện phiền não không à, người ở trong gia đình á, là lại gây ra không, làm cho mình không có thoải mái. Thực ra cái vấn đề nhầm khi không phải là vấn đề đi chùa, mà nhầm khi tới cái lúc đi chùa nó gặp những trường hợp đó thôi, chứ không phải là đi chùa. Ví dụ như ông chồng đi thì vợ ngăn, vợ đi thì chồng ngăn thì phải. Còn này mình thấy cái việc gì xảy ra, mình dự định đi đâu có gì xảy ra, nhập đi chùa có gì xảy ra, cái mình đổi thừa đó là tại sao đi chùa lại xảy ra điều đó. Chứ thầy nghĩ không phải là đi chùa, mà ở đây là cái nghiệp của mình. Cho nên là chúng ta đi hay làm gì thì nó cũng tới, nó tới thôi à, chứ không phải đi chùa. Trừ trường hợp ở người trong nhà không thích mình đi thì lúc đó mình đi người ta mới phiền não. Còn đằng này người ta không có phải thích, không phải không thích, nhưng mà là mình chuẩn bị đi cái là người ta phiền não. Mình phải coi lại cái đi của mình. Ví dụ như mình đi mình có về lo cho gia đình hay không, hay là mình đi về mình bỏ phế gia đình, không nấu cơm, không lo cho con cái, không lo cho cha mẹ anh em, không lo cho nhà cửa, rồi nấu cơm nấu nước, đưa con đi học, rồi vân vân. Coi mình đi mà mình có lo tròn bổn phận gia đình hay không. Nếu mà mình đi mà không có lo tròn bổn phận gia đình đó, thì mình mỗi khi mình xách cái tài nải đi, cái là người ta bực rồi, người ta làm cho mình phiền não rồi. Tại vì người ta không nói được thì người ta làm cái chuyện khác làm cho mình phiền não, mình mới coi lại. Cho nên đó, những cái ví dụ đi chùa cũng vậy hay đi đâu cũng vậy, mình có đi á thì cũng phải sắp xếp việc nhà đâu cho nó chu toàn, đâu cho nó chu đáo rồi người ta mới đi. Chứ còn bây giờ á là đi mà bỏ phế hết trơn á, vậy đi thì là mỗi lần đi người ta không cản ngăn, người ta cũng làm cho mình phiền não à. Để cho chi, ở trong tận cùng, trong thâm tâm của người ta là người ta không muốn cho mình đi đó. Cho nên á là người ta muốn cản trở bằng cách gây cho mình phiền não. Nhưng mà là có hai cách để giải quyết vấn đề. Mình coi lại coi là cái mình đi mình có lo cho gia đình không. Nếu mình đi vẫn lo gia đình đàng hoàng hết tất cả các cái mà người ta vẫn gây cho mình phiền não, thì mình đừng có phiền não để làm gì. Mình biết đó là nghiệp của mình rồi, bây giờ mình phải trả. Gieo nhân thì phải gặp quả, mà gặp quả thì phải trả cái nhân. Nên quý vị, mình gieo nhân xấu sao gặp quả tốt được. Nên là gặp những trường hợp đó là mình phải sám hối. Ví dụ như cái chuyện gì mà phiền não cho mình là mình phải sám hối là cái đầu tiên. Tại vì mình đeo gieo nhân ác nên ngày hôm nay cái việc nó đến cho mình buồn rầu, mình phiền não, thì đó là từ cái nhân ác mà nó gây ra cái quả ác. Nên mình đó, mình thấy từ cái nhân ác mà nó gây cho mình một cái quả ác. Cho nên đó là mình phải sám hối. Tức là mình phải sám hối từ góc độ của tâm á. Sám hối xong rồi chúng ta mới làm phước, chúng ta hồi hướng cho cái hoàng gia trái chủ đó đó, hồi hướng cho những ai mà mình đã từng làm cho họ bị thiệt thòi, những ai mà mình đã từng làm cho họ bị đau thương ở đâu một kiếp nào đó, ở đâu đó đó. Cho nên mình lên mình sám hối đi. Tức là sám hối để chi? Để cho tâm mình nó tốt ra. Ví dụ như những cái gì mà từ ngày xưa đến nay mà mình làm mà mình không biết đó, hoặc là mình biết mình sám hối, mình sám hối chung hết. Ví dụ như lên trước bàn thờ Phật á, là con xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Như vậy thì mình sám hối gì đó, cái tâm mình nó hướng thiện. Khi mình sám hối nghĩa là mình nhìn ra tất cả những cái ác mình đã làm, mình đang làm, mình sẽ làm là trong dự định. Cho nên ngày nay sám hối là mình dừng lại hết cái ác, hết cái nghiệp ác từ ở góc độ của tâm của mình. Cho nên cái tâm mình nó hướng tới sự lành thiện. Mà nó hướng tới sự lành thiện á, thì là cái duyên ác á, nó sẽ phôi pha đi. Nó sẽ
lại lệch đi qua một bên. Còn á, mà mình tạo cái duyên lành thiện cho nó thì các cái nhân mà mình gieo thiện lành trong kiếp trước á, nó sẽ từ từ nó gặp mà nó trổ ra. Cho nên gặp những cái trường hợp bất như ý, cái trường hợp mà người ta cản trở gây cho mình phiền não á, là mình phải sám hối. Để làm chi? Để sám hối, để ở trong tâm mình hướng những cái tốt đẹp, thì cái duyên mà nó không lành đó nó sẽ dạt ra từ 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 từ. Cái thứ hai nữa, mình phải khởi lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Để làm chi? Để cho sự tác động bên ngoài nó làm giảm lực của tác động. Tại sao? Tại vì mình không chịu nổi lực đó, cho nên mình phải cần làm giảm cái lực bên ngoài bằng cách là ông ta sám hối, bằng cách ta hồi hướng những cái phước báo, rồi bằng cách đó là mình khởi lòng từ bi thương yêu tới chúng sanh. Cho nên mình sám hối rồi, mình làm phước, cúng dường bố thí để tạo phước công quả ông phu, để tạo phước lành, rồi mình hồi hướng cho người ta. Sám hối, rồi mới tới hồi hướng mới rải lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Rồi cái thứ tư mới tu tập buông xả. Cái chu trình đó gì đó, sám hối, rải sám hối, rồi làm phước hồi hướng, rồi rải lòng từ thương yêu chúng sanh và tu tập buông xả, thì cái bệnh mà phiền não ở trong tâm mình nó sẽ lui sụp xuống. Cho nên cái sám hối là cái đầu tiên. Tại sao người ta nói là tại sao mà mình lên bàn Phật sám hối hoài? Tại vì sám hối một lần không có hết. Đâu phải sám hối một lần nó hết tội đâu, mà mình sám hối một lần nó mài mòn cái tội ở trong tâm đi. Dù cái tâm ác của mình sám hối nhiều lần thì cái tâm ác nó hạ xuống. Ví dụ như mình sám hối một lần nó hạ được ít, một lần nó hạ được ít, lần hạ ít. Như vậy thì ngày nào chúng ta cũng sám hối hết thì cái tâm ác đó nó hạ lần xuống cho mình. Cái thứ hai nữa, mình lấy làm phước. Ví dụ như mình lại tạo phước bằng cách công phu công quả, rồi cúng dường bố thí giúp đời, giúp đỡ người khác, từ lời ăn tiếng nói hay là của cải vật chất hay công sức của mình. Mình tạo ra đi, mình hồi hướng. Hồi hướng ai? Hồi hướng tất cả những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gây tạo với họ. Mình đã từng làm cho họ đau thương, từng làm cho họ đau khổ. Cho nên ngày nay chúng ta sẽ hồi hướng tất cả phước báo mà mình có thể tạo được trong đời này, mình hồi hướng cho họ. Cái thứ ba là mình khởi lòng từ bi thương yêu giúp đỡ chúng sanh. Thương yêu từ bi tức là thương yêu và cứu khổ chúng sanh đó. Thì mình khởi lòng từ bi thương yêu họ. Cho nên đó, mà mình thương người ta là người ta không có hại mình được. Mà ông hại mình thì người ta ít gây phiền não cho mình lắm. Cho nên mình khởi tâm thương yêu người ta chút xíu đi, nó không mất mát gì đâu. Có nhiều người là khởi tâm thương yêu chứ con cũng khó thương lắm á, là tại vì nhịn mặt ta thấy dễ ghét. Thực ra không ai dễ ghét hết trơn á, mà tại vì chúng ta không nhìn thấy cái chỗ dễ thương thôi à. Ai cũng có sự dễ ghét mà ai cũng có dễ thương. Chúng ta tình nhìn toàn là dễ ghét không á, mà chúng ta đã không thấy sự dễ thương của người ta. Có những người ta nhìn chỗ dễ thương người ta sống, chứ ta không nhìn dễ ghét để người ta cư xử với đời. Cho nên á, mình hãy nhìn cái sự dễ thương của người ta á. Và ở đằng này chúng ta nhìn vào, chúng ta nhìn cái chỗ dễ ghét không à. Do đó mình hãy thay đổi góc nhìn đi, tìm ra có người ta dễ thương chỗ nào, nó siêng năng nè ha, hoặc là có niệm Phật, hoặc có đi chùa, hoặc có tụng kinh, hoặc có làm lành làm phước, cúng dường bố thí, hoặc là có công phu. Sau đó thì chúng ta nhìn cái góc độ đó là mình sẽ thấy cái sự dễ thương của họ. Còn cái chuyện mà họ làm nghịch ý, nghịch lòng gì của mình hàng ngày đó, là đó là cái dễ ghét đó. Cho nên ta khó khởi lòng thương yêu khi thấy người ta không hợp với cái ý của mình. Ví dụ mình đi ra ngoài đường đi, mình thấy người ta không hợp, trời ơi chạy với chiếc xe gì đâu mà chú nhủi, hoặc là nhỏ xíu mà chạy xe cho nó lớn. Rồi người ta ăn mặc gì mà đỏ chạch, ví dụ như là tại cái ý mình không thích màu đỏ, mình thích màu vàng hay màu trắng gì đó. Rồi người ta mặc màu đỏ màu đen cái mình không thích, là cái đầu mình chê người ta, mình bực mình bực mẩy đối với người ta. Như vậy thì mình mới thấy được rằng là khi mà mình khởi tâm thương yêu họ thì cái tâm
mà quán hờn của họ hoặc là cái tâm họ làm cho mình đau khổ, nó sẽ giảm thiểu xuống, nó sẽ giảm thấp lần xuống. Và mình đã cố gắng tu tập hạnh xả bỏ. Hạnh xả bỏ nghĩa là gì? Hạnh xả bỏ có nghĩa là không có để một cái tâm phiền não nào trong lòng mình chứ, ghét ghen chi cho bận lòng mình là cho đến. Để phiền não trong lòng nó chỉ bận lòng mình thôi chứ không có làm được cái gì chứ nhá. Phiền não nó chức năng nó tạo nghiệp, và chức năng nó làm bận lòng mình, và chức năng nó dẫn mình đi sanh cảnh giới của sanh tử luân hồi. Cho nên phiền não không phải là mình, không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, mà mình giữ nó trong lòng để làm cái gì. Ví dụ như giận, trời ơi người tức giữ anh ách 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 đã giận. Có người hờn, có người ghét, có người ghen, có người thù oán, có người sân si, để giữ ở trong lòng đó mà nó không phải gì của mình hết đó. Nó phá hết cái giới thân huệ mạng mình ở phía bên trong, nó làm cho chúng ta không có trong sạch thân tâm. Chính cái phiền não ở trong lòng nó làm ta tan hoại hết tất cả các pháp lành, cho nên mới gọi là cái bình đó. Nên mình học cái pháp xả. Pháp xả nghĩa là gì? Làm rồi thôi không giữ trong lòng, làm rồi thôi không giữ trong lòng. Ta tập pháp xả vậy đó. Ví dụ như ai khen rồi thì mình nghe cũng thôi, ai chê rồi mình nghe cũng thôi, lỡ có nhớ lại thì mình cũng dằn cái tâm phiền não của mình xuống. Nên giận hờn ghét ghen nó chỉ thoáng qua ở trong cuộc đời mình chút xíu thôi, đừng cho nó làm cho mình phải mất cái chất lượng đi ở trong cuộc sống của mình. Cho nên cái người mà ta có trí một chút xíu đó, người ta không có chứa chấp bất kỳ một cái phiền não nào trong lòng của mình hết trơn á. Là tại sao? Tại vì nó không có làm lợi ích gì cho mình, chỉ hại mình thôi à. Giận hờn ghét ghen sân si gì đó, nó chỉ hại mình thôi à, và hại người thân của mình và hại mọi người xung quanh thôi. Nó bản chất của nó là ác mà, cho nên đó là nó không có làm lợi ích gì cho đời, lợi ích gì cho mình chứ á. Cho nên một bậc trí tuệ á, họ luôn luôn lúc nào họ cũng buông xả phiền não, họ không có giữ ở trong lòng, không giữ trong lòng, và họ cũng không cho nó sanh ở trong lòng nữa. Cấm sanh và không giữ. Cấm sanh nghĩa là đối diện một cái việc đó, cái người thường á họ rất là sân si phiền não, nhưng mà người tu tập á đối diện trước một việc đó đó, họ thủ hộ căn, hoặc họ nhẫn nhục, hoặc là họ niệm Phật cho nó tan, cho nên họ không có cho nó sanh ra. Và nó lỡ sanh ra họ không có nuôi dưỡng, họ phải cắt đi, họ phải xả bỏ, họ phải tấn công nói cho bằng được, là tại vì nó không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích gì cho cuộc đời này cả. Cho nên á giữ nó là chỉ tội cho mình mà thôi, cho nên không có giữ nó ở trong lòng. Cái người mà cái tinh thần khỏe mạnh, cái người mà tâm khỏe mạnh đó, là người đó không có khởi tâm trước tất cả hoàn cảnh. Cho nên thường hay là họ quán một cái pháp quán gọi là quán vô thường á. Quán vô thường nghĩa là họ quán, họ thấy ở trên đời này tất cả các cái nó không có đáng đồng xu nào hết á, mà nó chẳng qua là nhân duyên hợp và tan thôi. Có hợp rồi có tan, nó chuyển hóa, nó có hợp rồi có tan vậy thôi, chứ nó không có mà bất kỳ cái gì làm lợi ích gì cho mình cả ở trong cuộc đời á. Thấy nó là vậy đó, chứ nó một ngày nào đó nó cũng tan hoại, chứ nó không có còn mãi cuộc đời. Cho nên người ta quán vô thường, quán thay đổi tất cả các pháp đó đó. Cho nên đó là người ta không có giận hờn sân si với các pháp xung quanh, do người ta quán vô thường. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tức là các pháp chịu bởi sự chi phối của nhân duyên bát chánh giá, chi phối vào nó có sanh ra rồi nó có diệt đi, và tất cả những cái gì xung quanh của mình đó thì nó đều sanh ra và diệt đi hết, không có cái gì tồn tại mãi mãi thời gian chứ. Mình thấy như vậy đó. Cho nên đó mình quán nên Đức Phật ngài dạy em kinh Kim Cang Bát Nhã vậy, nó nhất thiết của dư pháp như mộng nguyện bào ảnh đó, như lộ diệt như điển ưng tác thị quán. Có nghĩa là hàng ngày gặp cái gì chúng ta cũng quán chứ, quán cái gì? Quán nó không có tồn tại, nó thay đổi, nó biến dị theo thời gian. Cho nên nó không có đáng để chúng ta tham, nó không đáng để chúng ta sân, nó không đáng để chúng ta giận, không đáng để chúng ta hờn, không đáng để chúng ta đau khổ
bức bách, thống khốc liệt đối với nó không có đáng gì hết. Do nên là mình không có làm cái gì đó với nó hết á, là tại vì á nó không có tồn tại ở trên đời này mãi mãi, mà nó thay đổi theo chu trình của thời gian. Người ta thường xuyên quan sát vậy đó, tâm người ta rất là bình an và các phiền não khó lòng mà sanh ra trong cái phương pháp quán như vậy. Cho nên người ta quán cái tâm mình nó cũng thay đổi, rồi có người mình cũng thay đổi, và thế giới xung quanh cũng thay đổi. Tất cả nó đều thay đổi cái gì. Vì giận với nó làm gì, hờn với nó làm gì, ghét với nó làm gì, ghen với nó làm gì, để cho nó nặng lòng của mình. Cho nên một bậc trí tuệ họ không thèm giận, không thèm hờn, không thèm ghét, không thèm ghen. Nếu lỡ có giận hờn ghét ghen, họ dùng câu niệm Phật mà đánh cho nó tan. Họ dùng nhẫn nhục để cho nó đè nén nó xuống, để nó đừng có bộc lộ ra ý nghĩ, lời nói và hành động, để tạo ra nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của mình. Đó là bậc trí tuệ họ dùng cái phương pháp đó. Cho nên trong cái trường hợp mà sự việc nó đến với mình, mình bức bách, mình khó chịu, mình không vừa ý, mình không hài lòng, quý vị, thì làm sao mà người ta có thể bình an được ở trong cuộc đời. Cho nên đó quý vị, gặp trong những trường hợp đó thì một là mình tránh né nó đi. Những cái gì mà nó làm ta nghịch ý, nghịch lòng, mình tránh né nó, đừng bao giờ tiếp xúc với nó. Thì nhà Phật gọi là chánh duyên á. Cái chánh duyên của vị hay lắm. Ví dụ cái này làm cho mình phiền não, cái này làm cho mình buồn rầu, cái này làm cho mình ghét ghen, cái này làm cho mình sân si, thì mình né nó đi. Ví dụ như mình biết đó là cục lửa này, thì đừng bốc để vô tay. Biết đó là một cái hầm hố thì đừng có đi để cắm đầu xuống. Có nghĩa là chánh duyên là chỗ đó. Nên ở trong nhà Phật có một pháp gọi là pháp chánh duyên. Nhìn thấy né, dù tiếp xúc với người đó, người đó hay la hay mắng, mình gặp 16m50 mình lách qua một bên, tránh né, tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Có nghĩa là mình né, mình tránh khỏi nó, để mình không có bị phiền não đối với nó, là mình tránh, mình né nó đi, là một cái phương pháp tốt ở trong cuộc đời. Nhưng mà có những cái mình không thể tránh, không thể né được, thì đó là tại sao? Tại vì mình có duyên với nó. Cho nên đó mình quán sát cái nhân duyên, có nghĩa là mình có duyên với nó, cho nên mình không thể mình tránh, không thể mình né được, mà chính nó lại gây cho mình cái phiền não. Nên đó mình đó phải đối diện với nó mà nó gây cho mình phiền não. Thì lúc đó đó người ta đối diện á, người ta phải thứ nhất á là người ta khởi tâm từ với nó. Thứ hai là người ta luôn lúc nào cũng giữ tâm mình được thanh tịnh, như là giữ tâm niệm Phật đó. Khi mà người ta tiếp xúc á, người ta giữ cái tâm mình, cái đó là phải đối diện, mình không mình tránh né được thì mình phải đối diện với nó. Cho nên mình giữ tâm mình. Cái người nào mà người ta thủ hộ căn bằng cách người ta giữ cái tâm mình đó, thì tất cả các phiền não nó khởi lên nó rất là khó khăn. Bây giờ ví dụ như ha, người ta chửi mình biết trước rồi, chửi mình giận. Cho nên mình nhìn cái tâm mình coi cái cơn giận nó ra làm sao. Nếu mình nhìn tâm mình coi cơn giận nó ra làm sao á, khi mà bị người ta chửi á, thì lúc đó giận nó không có cơ hội để nó sanh. Tại trong tâm mình kỳ lắm, mình nhìn thẳng vào nó thì nó không sanh, mình không biết nó sanh. Chứ mình biết nó không sanh. Bây giờ ví dụ như mình biết cái người đó chửi mình sẽ giận. Như vậy á, người ta sắp chửi là mình nhìn vô tâm mình coi cái giận nó sanh ra thế nào. Cái giận nó sanh ra làm sao? Nó trụ lại làm sao? Nó lớn lên làm sao? Nó giảm thiểu làm sao? Và nó rời khỏi tâm mình sao? Mình xem cái cơn giận nó như thế nào. Hồi nào giờ mình không có để ý mình xem cơn giận. Bây giờ á, mình để ý mình xem cơn giận nó ra làm sao. Ví dụ người ta chửi, người ta tát vô mặt mình á, mình đừng có quan tâm gì hết á. Mình quan tâm coi cơn giận mình nói ra làm sao. Để mình coi ở trong kinh Đức Phật dạy á, là mỗi khi cơn sân nó nổi lên thì nó lấn chiếm tâm hồn mình như thế nào. Rung tay rung chân, mặt tái xanh tái lét, và ở trong tâm á, bức bách khó chịu nặng nề ở dưới cái lòng ngực của mình. Có nghĩa là cơn sân nó nổi lên á. Cho nên chúng ta trải nghiệm trên tâm sân, thay vì á là chúng ta trải nghiệm trên đối tượng làm chúng ta sân.
Bây giờ chúng ta trải nghiệm trên tâm sân để coi cái hình tướng, hình dáng của ổng nó ra làm sao, có cái sự hoạt động, có sự tác động của tâm sân nó ra làm sao. À, cho nên á, lúc này á, cái người trí á, là họ quan sát lấy tâm mình kỹ càng, coi nó sanh như thế nào, nó diệt thế nào, nó lớn lên như thế nào, nó giảm thiểu như thế nào. Cho nên người ta sẽ trải nghiệm trong sự quan sát lấy tâm của mình à, hơn là như xưa nay chúng ta trải nghiệm trên đối tượng. Trải nghiệm đối tượng vô tình nuôi cái tâm sân, mà trải nghiệm ở trên quan sát cái tâm sân á, là chúng ta tách mình với nó. Tại vì nó là đối tượng của mình, cho nên mình tách mình với nó, nên nó không có còn cái gốc để nó bám. Mình là nó thì nó còn gốc bám, nó mới nổi lên sân lớn. Còn mình không phải là nó, nên nó không còn cái gốc để bám à, cho nên á, cái sân của nó đó, nó teo lại, nó xẹp xuống, nó tan rã, nó không còn cái chỗ nương tựa nữa à, cho cái tâm sân đó. Cho nên mình hãy nhìn thẳng vào tâm của mình. Mà nhìn thẳng vào tâm của mình tu tập á quý vị, mình nhẹ lòng lắm. Còn mình nhìn thẳng vào mặt của người ta mình tu tập á, mình nặng lòng lắm. Cho nên đừng có nhìn thẳng mặt người ta, mà nhìn thẳng cái tâm phiền não của chính mình á. Cái tâm mà nó khởi khi chúng ta tiếp xúc với người ta khen, hoặc là người ta chê, hoặc ta chửi, hoặc ta mắng gì đó. Nó khi mà nó tiếp xúc gì đó, mình coi cái tâm mình á, nó ra làm sao. Và như vậy thì cái bệnh này á, nó sẽ được điều trị. Chứ không phải là mình cầu Phật gia hộ cho con đừng có phiền não. Thực ra Đức Phật thì dĩ nhiên gia hộ nó, nhưng mà cơ chế phiền não đó là cơ chế ở chỗ kiến giải. Ở chỗ kiến giải nghĩa là gì? Chúng ta nhận xét một vấn đề nó như thế nào thì tâm của mình sanh ra tương đương như thế đó. Ví dụ một vấn đề đó mình thấy rất là hài lòng, mình sẽ sanh ra tâm tham muốn chiếm hữu nó. Một cái vấn đề mình thấy rất là bức bách khó chịu, mình sanh ra tâm sân để đẩy nó xa mình, càng xa càng tốt. Hoặc là người ta hủy diệt nó không cho nó tồn tại, nếu cái đó làm cho mình sân, đó là tâm patikha, là tâm ác độc của mình đó. Người ta gọi tâm phẫn hận á. Như vậy thì cái kiến giải là cái nhìn nhận một vấn đề. Ví dụ như chúng ta hiểu vấn đề đó như thế nào, mình hiểu thế nào thì có tâm y như thế đó. Ví dụ như ngày xưa đó, chúng ta chưa tu, chúng ta thấy nó quý dữ lắm, cho nên ta sanh tâm tham. Ngày nay chúng ta tu rồi, biết nó là vô thường, biết nó là nhân duyên, biết nó cũng tan rã thời gian rồi, lúc đó có tham nó nữa không? Thấy quý thì tham, giờ thấy nó hết quý thì có tham không? Như vậy thì kiến giải thay đổi, tâm thay đổi. Tâm nó phụ thuộc vào kiến giải là thấy là biết nó. Tại sao mình quán vô thường chi? Quán để cho biết sự thật của nó là cái gì? Quán để biết sự thật nó là gì? Khi biết sự thật nó rồi á, thì làm gì có cái vụ tham lam. Bây giờ ví dụ như á, mình nghe người ta chửi đây, mà nghe cái chửi, lời người ta chửi như là âm thanh thôi, chứ không phải lời người ta chửi chứa cái nội dung gì cả. Thật ra cái âm thanh nó phát ra từ miệng, hay âm thanh nó phát ra từ cái bàn này, thì chẳng qua nó là âm thanh. Nhưng mà tại vì con người mình á, có danh chế định, nghĩa chế định, có nghĩa là đặt ra cho nó là như vậy, cho nên mình hiểu nó là như vậy. Cho nên mình đừng có hiểu nó, nó nói gì nói đừng có hiểu nó. Nghĩa là chỉ nghe thôi, nghe chỉ có nghe, nghe để mà nghe, thấy chỉ có thấy, thấy để mà thấy. Đã tu vậy đó, thấy để mà thấy, thấy chỉ có thấy, nghe để mà nghe, nghe chỉ có nghe. Nghe thôi à. Không có giận hờn sân si với dầu cho chửi, dầu mắng, dầu khen á, tâm của mình bất động. Cái đó là nghe chỉ có nghe đó. Nghe chỉ có nghe thôi chứ không phải nghe để phiền não. Còn mình đó nghe để phiền não, người ta nghe chỉ có nghe hả, thấy chỉ có thấy, nhìn chỉ có nhìn vậy thôi à, người ta không có phiền não. Cho nên mình tập thấy để chỉ có thấy mà thôi à. Chứ đó là một cái pháp mà kiến giải mình nhìn thấy nó là vô thường. Nếu ta chấp chặt, giữ chặt cái vô thường đó, người ta sẽ khổ. Vì bản chất của tất cả các cái pháp ở trên đời này nó đều là lắp ráp, nó là vô ngã mà có. Có nghĩa là nó lắp ráp thôi, nó là vô ngã thôi, chứ nó không có lạ gì hết. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là lắp ráp vậy thôi, chứ nó không có phải là cái gì ghê gớm đối với mình hết á. Dầu cho đó là bạc vàng, bạc tiền hay là cái gì đó, mình tính, mình nghĩ chút xíu nữa đi, khi mình còn trên thế gian thì nó còn.
Nhưng mà ra thế gian rồi nó cũng trở nên tay của người khác vậy thôi. Cho nên tất cả những gì ở trong cuộc đời này chẳng qua là phương tiện thôi. Để mình mượn mình xài chơi, chừng nào hết xài á thì nó với mình cũng hai nẻo một hai nơi thôi à. Giống hệt như á, mình đi qua sông phải nhờ chiếc xuồng, đi qua bờ tới bên đó rồi phải bỏ xuồng đó mình đi trên vượt hành trình. Ai đi qua sông nhờ chiếc xuồng qua bên đó cổng chiếc xuồng đem theo, có không? Làm gì mình nặng nề chết luôn sao đi nổi đến nơi. Thì mình cũng vậy, ở trong cuộc đời này mình mượn tiền để xài, mượn nhà để ở, mượn danh để cho nó có cái gì đó ở trong cuộc đời. Sau khi rời khỏi hồng trần này, nhà cũng không còn, mà tiền cũng không còn, của cái vật chất nó cũng không còn. Cho nên đó, trong lòng ta tiếc nuối, ta muốn đem theo, mà đem theo không được, nó đau khổ dữ dằn lắm. Cho nên đó là trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ hai cái từ xả bỏ. Có nghĩa là gì? Nó không phải mình, nó không phải của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Giữ nó ở trong lòng làm cái gì? Cho nên chúng ta xả nó ra là vậy đó. Buông nó xuống thì giàu cho mất hay giàu cho nó còn thì nó cũng không phải là mình. Nó chỉ có nhân duyên đến với mình chút đi, giàu cho cái đó nó rất là quý đối với mình. Trời, chiếc xe ưng ý dữ lắm, chùm mền không nó cũng chẳng qua là phương tiện đi lại mà thôi hà. Bây giờ nó là của mình đó, chứ mai mốt cái người đó về với miền cát bụi thì cái đó cũng không phải là của mình. Cho nên đó, mình tính nó là của mình, cho nên mình đau khổ nó muốn mang theo. Mà mang theo có được đâu. Cái thế giới không thân thì làm gì mang theo cái có của thân mà đi theo được. Cái thân mình còn không mang theo được cũng phải trả về với đất nước gió lửa, huống hồ gì cái mà nó của cái thân của mình. Cho nên từ đó mình hóa giải được phiền não trong tâm là mình hiểu được như vậy đó. Cho nên nó có đến thì đến, có đi thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ là chỗ đó đó. Nó đến thì mình nhẹ nhàng tiếp nhận nó vì nó có duyên với mình. Nhằm khi nó hết duyên rồi, nó ra đi, mình cũng nhẹ nhàng đưa tiễn nó. Vậy thôi. Và cái người mình gặp và của cải mình gặp ở trong bước sanh tử luân hồi rất là nhiều. Bây giờ mình có của bao nhiêu? Một hai cái nhà. Hồi xưa mình làm vua có nguyên cả đất nước kìa, mà khi hết làm rồi cũng giao lại cho người khác, người khác cũng quản lý thôi. Vậy cái đó là cái có quá tạm thời thôi chứ đâu phải là quá mãi mãi. Thì nhà cửa ruộng vườn, danh vọng bạc tiền cũng có tạm thời chứ đâu phải là có mãi mãi. Một ngày nào đó rồi á thì nó cũng là rời khỏi cái vòng tay của mình mà nó ra đi thôi. Cho nên ở trong tâm mình á đừng có nặng nề gì với nó hết á. Thì tự nhiên mình thấy biết gì đó gọi kiến giải mình, tức là cái thấy cái biết của mình nó thay đổi. Mà mỗi khi cái thấy cái biết mình á nó thay đổi thì cái tâm mình nó sẽ thay đổi theo. Cho nên mình thấy biết nó không có quý giá gì hết, thấy biết nó là vô thường, nó theo nhân duyên ba trái giá hợp tan để hình thành và hoại diệt. Cho nên trong lòng của mình rỗng rang lắm, rỗng lắm, không có tâm tham nó, không có tâm giận nó gì cả. Mà nó chẳng qua là nhân duyên để có nó mà thôi. Nếu không có nhân duyên thì đâu có nó, mà mình lại nghịch lòng với cái nhân duyên đó sao? Ví dụ như á, có đủ duyên rồi nó mới xuất hiện, mà bây giờ mình không có đồng ý sự xuất hiện của nó, mà nó đủ duyên ta mới xuất hiện, mà mình không đồng ý nó cũng xuất hiện à. Cho nên á, quý vị á, là hãy biết chấp nhận những cái gì đang có. Nên người ta biết chấp nhận những cái gì đang có, họ khỏe re à, kệ đi. Những cái gì tốt cũng được, cái gì xấu cũng được, chấp nhận. Chấp nhận không hề nghĩa là ai vua. Chấp nhận nghĩa là gì? Chúng ta không chấp nhận nó cũng hiện diện. Vì không chấp nhận làm gì cho nó đau khổ. Giải quyết không được thì đừng có giải quyết. Mà những cái gì nó có thì hãy chấp nhận. Tại không chấp nhận nó cũng vẫn có mà. Mà không chấp nhận mình lỗ, không chấp nhận là mình bị sân si. Mà bị sân si mình bị đỏ chứ ai đỏ. Và hiện tại mình đau khổ chứ ai bị đau khổ. Cho nên người ta chấp nhận tất cả các cái xung quanh mình, đó là quả của nghiệp, người ta chấp nhận. Nên nếu tâm chấp nhận là một cái tâm mà chúng ta có thể quan hỷ được tất cả các cái thuận nghịch ở trong cuộc đời này bằng cách là họ chấp nhận hết. Gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Không hỏi ai tại sao, chứ còn bây giờ mình hỏi tại sao? Thầy, tại sao như vậy?
tại sao thế này, tại sao thế kia, tại sao như thế nọ. Đó là nghiệp quả của mình thôi. Tại sao ổng đối xử với con như vậy, tại sao con của con nó đối xử với con như vậy, tại sao cha mẹ ruột của con đối xử với con như vậy thầy. Mấy người đối xử gì không hỏi người ta, sao hỏi thầy làm chi? Thầy chỉ biết á, là tất cả đều là nhân là duyên hết, không có cái gì mà vô cớ trên đời này, nó đến với mình hay là nó ra khỏi tay mình cả, nó đều có nhân và đều có duyên của nó cả. Cho nên đó, quý vị gặp những cái nhân duyên như vậy rồi thì mình hãy chấp nhận nó đi. Không chấp nhận nó cũng tới à, vì thà rằng chấp nhận cho được bình an, không chấp nhận nó cũng tới à. Bây giờ dù mở mắt ra thấy nguyên cái màu đỏ chét mà mình lại không thích màu đỏ, mình không chấp nhận nó, không chấp nhận nó cũng đã xuất hiện rồi đó. Mình làm gì được không? Cái đó không phải của mình, mà không phải của mình có quyền gì với nó. Nó không phải của mình, mà không phải của mình, không phải là mình thì mình có quyền gì với nó. Mình không có quyền với nó, chỉ có mình sân si với nó mà thôi. Mà mình sân si nó mình lỗ chắc rồi đó. Sân si nó mình buồn phiền, mình hờn giận, mình ghét ghen, mình tạo nghiệp ác. Cho nên mình sân si với nó là mình lỗ thôi, chứ không có gì hết. Cho nên cái phiền não nó đến với mình, nó phá hoại tất cả cái bổn tâm thanh tịnh của mình. Cho nên nếu người mà ta khôn khéo chút xíu á, là không bao giờ người ta để cái phiền não giữ trong lòng lâu. Và người ta luôn luôn lúc nào cũng đề phòng cái phiền não, gọi là phòng hộ đó. Phòng hộ nghĩa là đề phòng cái phiền não bằng cách ta giữ tâm thanh tịnh. Ta đề phòng phiền não sớm sớm chiều chiều đó. Gặp nhau, gặp bất kỳ cái gì đó, người ta đề phòng với nó. Ồ, mình nói coi chừng phiền não nghe, coi chừng giận nghe, coi chừng hờn nghe, coi chừng ghét nghe, coi chừng ghen nghe, coi chừng ganh tị nghe, coi chừng su nịnh nghe, chừng a vua, chừng tham nghe, chừng sân nghe. Tức là mình nhắc nhở nó vậy đó. Đứng trước tất cả hoàn cảnh và hãy giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh là tâm không có phiền não, hãy giữ tâm thanh tịnh là một cái tâm tăng chất đề kháng, là một cái tâm tốt, là tâm làm cho cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, thanh thản, hưng phấn. Đó là tâm không có phiền não. Do đó mà phiền não nó đến, ta niệm Phật cho nó tan. Và cái gì làm cho phiền não mình nó tránh xa, né nó ra đi. Đừng có tiếp xúc với nó. Cho nên đó là mình tập ở góc độ mình chưa chứng đắc, tập ở góc độ mình chưa đủ tuệ. Cái đó mình tập để giữ tâm được thanh tịnh. Nó khác với cái người mà tâm thanh tịnh mà không cần phải giữ. Cái người tâm thanh tịnh cần phải giữ, có nghĩa là họ tu đạt đến trình độ tâm thanh tịnh. Còn mình phải giữ tâm thanh tịnh bằng tác ý thì mình mới có thể giữ được tâm thanh tịnh. Còn người ta đã chứng đắc ở trong cái cảnh giới đó thì tâm họ thanh tịnh là điều đương nhiên. Còn mình đó, mình phải tập tập dữ lắm tâm mình được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó thì nó rất là bình an, còn tâm không thanh tịnh đó thì nó không có bình an. Cho nên đó, quý vị gặp những cái trường hợp mà phiền não tâm nè, nghịch ý nè, nghịch lòng nè, vân vân ha quý vị, là chúng ta hãy coi nó như gió thoảng, như mây bay đi. Có nhiều người là coi không được thầy ơi, coi không được cũng phải coi được. Tập đi, tập chấp nhận những cái gì mà nghịch cảnh, mình tập chấp nhận nó. Mỗi lần mình tập giải quyết những cái gì không thể giải quyết, bây giờ mình tập chấp nhận những cái không thể giải quyết. Đã không thể rồi giải quyết làm chi. Nên có một cô Phật tử tối ngày cổ buồn cầu, cổ sầu khổ, cổ buồn thương, cổ oán hận, là tại vì á, mẹ cổ xin tiền cổ hoài, mà xin đâu đi, xin đi cho cái người ta, mà cái người mẹ cho đó lại ghét cái người con người này. Cho nên á, cổ mỗi lần cho tiền cho mẹ thì mẹ đi cho người kia, mà người kia lại quay lại á, là ghét cái người này. Cho nên người này đâu muốn cho, người ta muốn giải quyết cái vấn đề là cho cô này á, xa cô kia ra đi, cho người mẹ xa kia ra đi, cho người ta sẵn sàng giúp đỡ này nọ. Nhưng mà đâu trên đời đâu được như vậy. Người ta rất là thân thiết rồi, người ta là thân thành một mối rồi, nên không thể nào rã đó ra được. Cho nên người ta giải quyết không được vấn đề. Giải quyết không được vấn đề, cổ rất là phiền não. Cổ muốn vấn đề được giải quyết là mẹ cổ đừng có cho người ta nữa, thì cổ sẵn sàng cổ giúp. Mà cho nhiều không dám ăn, không dám mặc gì hết trơn á. Bệnh hoạn ốm đau không dám để đem tiền đi cho người đó không. Cho nên cổ bức xúc, cổ muốn giải quyết vấn đề. Bây giờ không cho tiền mẹ thì tội nghiệp như là bất hiếu, mà cho thì người mẹ cho người kia hết.
Bây giờ cho hay không cho, cổ muốn giải quyết vấn đề cho nó rõ ràng. À, cổ mới hỏi thầy, bây giờ con cho tiền mẹ con hay không cho? Bây giờ con không cho con rất là phiền não, con cho con rất là phiền não. Thầy nói cái vấn đề đó bây giờ á, là có kêu mẹ không cho cái người kia được không? Là cái kêu gì được, ta lén lén, ta cho lén, ta đâu phải cho công khai. Mà mới cho là 10 triệu, 3 bữa hết trơn. Nên đem đi cho người ta, hết trơn. Cho nên cổ làm muốn chết luôn, làm tháng có mười mấy triệu cho mẹ 10 triệu đi nữa, tiêu chứ. À, cho nên cổ, bây giờ cổ cho cổ cũng rất là khổ, mà không cho cổ cũng rất là khổ. Không cho như là bất hiếu, thấy mẹ mình không có tiền xài. Mà cho đem đi cho người ta hết. Gặp trường hợp đó, bây giờ cổ cần phải được giải quyết. Giải quyết cái gì? Giải quyết kêu mẹ cổ đừng có cho người ta. Nên cổ phải mới cho mẹ cổ, nên vì cổ mới bình an. Nhưng mà mẹ cổ đâu có chịu gì, nên vấn đề không giải quyết được. Bây giờ hỏi thầy giờ làm gì giờ? Bây giờ cho cũng phiền não, không cho phiền não giờ một đống phiền não, stress, trầm cảm, căng thẳng. Một đống phiền não giờ làm sao? Thầy nói cái này dễ ẹt cái gì, đừng có làm theo ý của mình. Cái ý của mình là muốn tách cái người mẹ ra khỏi người kia, mà người ta là chơi mấy chục năm này người ta không có tách được. Mình đâu có khả năng tách. Cho nên á, cái này dễ lắm. Hỏi dễ thì sao? Trời ơi, con suy nghĩ muốn nát óc luôn, thầy nói dễ. Bây giờ á, chỉ giải quyết cái điều duy nhất thôi, giải quyết chính cái phiền não của mình á. Tức là cho cũng khổ, không cho cũng khổ, giờ xả thọ đi, xả khổ đi. Còn cho không cho gì thì tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là sao? À, tùy duyên nghĩa là gì? Ví dụ như mẹ nói á, là con cần mua gạo thì cho tiền mua gạo, cần trị bệnh cho tiền trị bệnh, cần cái gì cho nó tùy duyên vậy thôi. Chứ cũng không không cho, mà cũng không cho theo ý. À, mà tùy cơ ứng biến, cho ít cho nhiều như thế nào, coi hợp lý như thế nào đó, rồi thì mình cũng khống chế qua lại để mà sống thôi. Chứ không có công thức ở đây, không có hoàn toàn không cho, mà cũng không có hoàn toàn cho ở đây. À, mà mình đó hãy tùy cơ ứng biến, nhưng cái gốc của vấn đề hãy giải quyết cái phiền não của mình. Cho cũng khổ, mà không cho cũng khổ thì xả khổ đó đi. Có nghĩa là gì? Mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó, chấp nhận cho tiền có thể người mẹ lấy đi một phần cho người khác, không sao cả, mình chấp nhận. Mình nghĩ rằng đây là đồng tiền mình trả hiếu cho mẹ thôi, nhưng mà đừng có vượt cái khả năng của mình, đừng có quá đáng quá, mình lo không nổi thôi. Còn chút thì thôi tùy cơ ứng biến, nghĩ mình báo hiếu đi. Còn mẹ mình cho ai thì cũng là niềm vui của mẹ. Mình cứ nghĩ đơn giản vậy thôi. À, là tự nhiên cái vấn đề nó được giải quyết. Tức là giải quyết ở trong tâm của mình trước đi, chứ đừng có giải quyết bên ngoài. Cái chuyện bên ngoài không thể giải quyết, mà chính cái miệng mình nói chuyện không thể giải quyết, mà trong tâm mình cố tình để giải quyết là mình thấy thua rồi. Hiểu không? Một việc không thể giải quyết mà mình cố tình giải quyết thì là mình chỉ đau khổ mà thôi. Mình đã khẳng định là không thể giải quyết, mà tại sao mình lại tham gia giải quyết? Là tại vì mình phiền não với nó, nên mình muốn cố gắng giải quyết nó cho mình đừng có phiền não. Tại sao không chấp nhận đó để cho mình đừng có phiền não, mà lại giải quyết vấn đề nó? Nghiệp của người ta, biết đâu người mẹ này thiếu nợ người ta nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ á, người kia năn nỉ cho, giấu con đi cho. Biết đâu người ta thiếu nợ rồi sao? Cho nên không có gì miễn sao mẹ vui được, nhưng đừng làm gì quá đáng thôi. Cho cũng tùy theo lương của mình. Ví dụ lương mình tháng 15 triệu thì cho mẹ 10 triệu còn 5 triệu xài. Ví dụ vậy đó thì cứ cho vậy hoài đi. Mình vượt qua 11 triệu là không được. Là tại vì mình lấy gì mà tiền thuê nhà, lấy gì ăn, lấy gì uống. Hiểu không? À, cho nên nhưng cổ là cổ tức làm cực khổ muốn chết luôn cho. À, trời ơi, làm tăng ca tăng kiết đồ dữ lắm mà đem về 10 triệu 3 ngày mất tiêu chưa. Cổ bức xúc chứ. Làm cực khổ bức xúc là thôi. Nợ đó. Mình trả ơn mẹ sanh ra mình, còn mẹ thiếu nợ người kia. Cho nên mình quy định luôn, tháng con chỉ có bao nhiêu thôi, chứ đồng đồng nữa là không có đó. Mình phải quy định trước. Vậy thì mình đã quy định trước rồi, ta biết mức lương mình, 15 triệu, cho 10 triệu là hết đát của con, rồi con cho mẹ vậy thôi. Thì mẹ cứ liệu cơm gấp mắm mà xây sở ở trong một tháng đó, chứ thêm một đồng nữa con cũng không có nữa, nói trước. Thì người mẹ hiểu được là thu nhập chỉ vậy thôi, thì người ta chỉ xài trong cái 10 triệu đó thôi. Ai biểu mình tính thình chi, mình không nói chứ người ta tính mình giàu. Hiểu không? Đó là con thu nhập có 15 triệu đó, tháng cho mẹ 10 triệu, còn 5 triệu xài mướn nhà, ăn uống này nọ. Trong vòng 5 triệu đó thì mình nói vậy đi, để người mẹ biết. Có nghĩa là mình chấp nhận.
chấp nhận cái hoàn cảnh đó và quay lại giải cái tâm của mình, giải khổ tâm mình đã, thì cái phiền não nó được tiêu diệt bằng cách là ông ta chấp nhận. Không chấp nhận không có được là tại sao? Tại vì chúng ta không thay đổi được nó. Cái gì không thay đổi được nó mình chấp nhận, mà thay đổi để làm gì? Thay đổi đây là vừa ý chơi của mình phải không? Mà cái mà mình thay đổi đó mình có quyền đối với nó không? Mình thay đổi cái này nó gặp cái kia. Ở trên cuộc đời này nó hàng ngàn chuyện. Cái nào mình không vừa ý mình thay đổi, nào không mình vừa ý mình thay đổi, nào không vừa ý mình thay đổi. Thay đổi suốt kiếp này qua hết kiếp sau nó vẫn còn. Tại vì cuộc đời nó bản chất là thay đổi. Mình lại thay đổi trong thay đổi thì làm sao nó vừa ý mình được? Cuộc đời bản chất nó là thay đổi mà mình lại thay đổi trong cái thay đổi. Này, hiểu này không? Cho nên bản chất cuộc đời là vô thường, cho nên mình thay đổi trong cái vô thường. Thì mình đổi chút xíu nó lại đổi tiếp vậy. Mình chạy theo nó có cờ luôn đó. Mình thay đổi nó một cái, tự thân nó đã thay đổi rồi, mà mình thay đổi nó một cái, mai mốt nó sẽ thay đổi tiếp, nghịch ý của mình tiếp. Mình tin không? Cho nên cái người trí họ không thay đổi gì hết, họ chỉ thay đổi tâm của họ thôi. Còn hoàn cảnh bên ngoài họ không thay đổi bất kỳ cái gì hết. Tại vì hoàn cảnh bên ngoài là nghiệp, cộng nghiệp của tất cả chúng sanh. Hoàn cảnh bên ngoài là tổng nghiệp của tất cả chúng sanh, cho nên họ không có thay đổi bất kỳ một cái gì ở bên ngoài cả. Là tại sao? Tại vì thay đổi rồi nó cũng thay đổi. Thay đổi trong thay đổi rồi mình cuối cùng mình thay đổi cả đời nó vẫn không thay đổi. Là tại sao? Nó đâu theo ý của mình đâu. Giờ mình đổi được vậy rồi năm ba bữa nó sẽ đổi khác. Tự thân vận động của nó thay đổi khác. Rồi mình lại thay đổi tiếp để vừa ý mình. Mới vừa có mấy ngày nó lại thay đổi tiếp, vô thường mà. Nó thay đổi tiếp, như vậy thì mình chạy theo nó muốn chết luôn. Chạy cứ nghiên cứu để thay đổi, nghiên cứu thay đổi, đầu tư công sức tiền bạc để thay đổi cho vừa ý của mình. Mà mai mốt nó cũng đổi qua cái khác, vô thường nó cũng đổi qua cái khác à. Cho nên nó bậc trí á, đừng có thay đổi bất kỳ cái gì cả. Trừ trường hợp thay đổi đó để giúp người, để cứu người trong một khoảng tức thời nào đó thì mình cứ làm. Còn mà thay đổi để thỏa mãn tâm của mình á, vừa ý mình thì đừng có làm. Ta cất cái mái nhà ngang tràn, mình đi qua đi lại mình bực quá trời bực luôn. Cất nhà ngói mày ngang tràn, nhà ngói người ta phải cất nó xéo xuống để chảy nước. Còn cất nhà ngói mày ngang tràn nên chạy xe đi làm sáng sớm, chạy qua chạy lại chạy ngang, nhìn cái nhà đó nó bực dễ sợ luôn. Chấp nhận đi, cái nhà đó nhà của người ta không phải là nhà của mình, hiểu không? Cho nên nhà của người ta là một cái phong cảnh thôi. Mình cứ nghĩ đó là một phong cảnh, đó là ý của chủ nhà. Mình khoái cái máy xuôi, người ta khoái cái máy ngang, làm gì người ta? Mình làm gì người ta, nhà của người ta mà chạy qua chạy lại bực mình với cái nhà của người ta là sao? Giống như Tết, có cái đi chùa, rồi lại bực bội cái chùa sơn màu trắng trắng nhách. Là cái chùa người ta sơn màu gì người ta sơn chứ? Là chùa người ta phải sơn màu vàng, chùa sơn màu trắng nhách, rồi bực bội với cái màu trắng nhách đó. Đó trời, cái chùa có dính dáng về mình không? Mình có phải Phật tử đó, mình có quyền gì đó không? Không. Chỉ có nghịch ý của mình thôi à. Ý của mình là chùa phải màu vàng, màu nâu vậy đó mới là chùa. Còn màu trắng không phải. Ví dụ như vậy đó. Đó không phải. Cái đó là cái ý của mình thôi. Chứ trong kinh đâu có phân, đâu có quy định cái chùa là màu gì đâu. Nhưng mà thường thường á, là người ta mặc áo y vàng, áo vàng thì thường thường người ta cũng sơn vàng vàng. Hoặc áo ni nâu người ta cũng sơn nâu nâu cho nó ra cái màu quải sắc của nhà Phật mà thôi. Không có lè lẹt mà thôi. Chứ đâu có phải là cái thế giới này là cái thế giới theo ý của mình mà sống đâu. Cho nên là người ta theo ý của mình sống, trong nhà người ta gọi là gia trưởng. Gia trưởng là bắt tất cả mọi người phải theo ý của mình. Nhưng ý của mình có phải là đúng nhất không? Ý của mình nó chỉ đúng ý thôi chứ không phải đúng nhất. Cái ý của mình không có đúng với chân lý, mà cái ý của mình là đúng ý thôi chứ không phải là chân lý. Cho nên á, người ta sống chiều theo ý của mình là người ta bị khổ đau rồi. Cho nên người nào á, mà bắt người ta phải chiều theo ý của mình để cho mình vui thì vui trên sự đau khổ người khác. Là tại sao? Họ đâu có muốn làm gì đâu, nhưng mà họ bắt buộc họ phải làm một cái mà họ không muốn, cho nên họ rất là đau khổ. Chứ đừng có bao giờ bắt ai phải chiều theo ý của mình mà mình phải hỏi làm đây được không. Nếu được thì cứ làm, không được thì góp ý. Để làm chi?
để cùng nhau thống nhất một vấn đề, nên không ai nghịch ý nghịch lòng, cho nên họ không có đau khổ. Còn mà ví dụ như á, mà mình á không có thỏa thuận với người ta mà bắt người ta phải theo ý mình, tôi nói mà cãi đó là bắt ta theo ý mình đó. Tôi kêu mặc đồ màu lam, không mặc đồ màu lam thì mặc đồ màu vàng, à quý theo ý mình đó, tại ý mình thích vậy đó, ý mình mặc áo vì ý mình thích vậy, thích vậy, thích vậy, thích vậy đó, hiểu không? Trời ơi, có nhiều người á đi đến chùa người ta nói trời ơi cái chùa gì cất cái máy không có công gì hết, là đâu phải á, là chùa là phải máy công, hiểu không? Mà tại vì theo phong tục tập quán xưa nay, tại cất cái máy chùa người ta cất cái công công thổi dài như hình trái tim vậy đó, à, nó trở thành cái văn hóa vậy thôi. Rồi sau này có ai á, cất cái kiểu tây là không cất cái máy công, cái tự nhiên cũng bị người ta nói nữa, tao không có dự ý cái chùa phá máy phải công, còn chùa máy gì nó giống như nhà, hiểu không? Cho nên đó, người ta cũng đau khổ với nó nữa. Cho nên mình sống á mà mình không bằng lòng với thế giới quan xung quanh á là tối ngày bị đau khổ miết à. Còn cái người á quan hỷ có nghĩa là họ bằng lòng với tất cả thế giới quan xung quanh, biết rằng tất cả cái đó là nghiệp của chúng sanh nó mới tạo ra mà thôi. Cho nên không có nghịch ý, cũng không có thuận ý gì cả. Nó là nó, mình là mình vậy thôi. Đi qua gặp cười cái thôi, không đánh giá gì cả. Không đẹp không xấu gì cả. Nó là nó thôi, đẹp xấu gì. À, cho nên đó nhìn nó thôi cười thôi à. Chứ không có đánh giá ờ cái này đẹp, cái kia xấu á. Cái này được, cái kia không được gì cả. À, vậy là được ha. Có một cái câu hỏi nữa là ngày thường con lại 108 lại, buổi chiều con tụng kinh diệu pháp liên hoa, mà ba người con của con quậy phá là do nghiệp hay sao? À, xin sư phụ chỉ dạy. Tức là mình không tụng kinh nó cũng quậy hà, tại vì á nó quậy nó phá rồi, thì nếu mà chúng ta có tụng kinh thì nó cũng quậy, mà không có tụng kinh nó cũng quậy. Đừng có đổi thừa vào tụng kinh diệu pháp liên hoa, à, hay là à, mình á công phu 108 lại. Công phu 108 lại là công phu sám hối, tụng kinh diệu pháp liên hoa để hiểu rõ lý kinh mình tu thôi. Không phải vì cái đó mà nó quậy mình đâu, mà nó quậy mình là do nghịch ý nghịch lòng vậy trong gia đình á, không bằng lòng cái gì đó, hoặc là cái chữ quậy này thầy không hiểu quậy cái gì. Quậy nó chống lại mình, hay là nó quậy á là nó làm nợ cho mình phải trả, hay là nó quậy á là người ta mắng vốn mình. Cái đó người ta cũng dùng từ quậy, cái từ quậy tiếng Việt nó có nghĩa rộng quá. Cho nên á mình phải nói rằng á là nó làm cái gì mình mới biết. Ví dụ như trong trường hợp này á, là người con làm cái gì? Mình nói quậy là gì đó? Nó quậy, thực ra nó quậy là làm cho cô này phiền não nè. Thì mình nói người ta quậy. Cho nên mình phải cụ thể coi nó quậy cái gì. Có nhiều người nhậu quậy. Nhậu quậy nghĩa là nhậu xong rồi về nhà chửi người này, chửi người kia đó. Và đánh người này, đánh người kia, chửi người này, mắng người kia. Đó gọi là nhậu quậy. Có nhiều người á là đi mua đồ thiếu nợ tùm lum hết trơn. Lâu lâu bể ra một lần 100 triệu, lâu lâu bể một lần 300 triệu, thấy một cái gia đình đó, nó làm cái gì không biết, mà lâu lâu nghe cái 500 triệu, lâu lâu nghe cái 300 triệu, trời ơi ghét rồi, và mẹ muốn chết luôn á. Có nghĩa là lo tiền mà chạy mà trả nợ cho con, không có một con trai duy nhất à. Lâu lâu bể ra một chuyện cái 200 mượn người ta trả, lâu lâu bể ra 500, đó cũng kêu bằng quậy đó, hiểu không? Bây giờ nhậu quậy nè, phá tài sản quậy nè, hiểu không? Rồi á, có thằng con nhà có 3-4 anh em, nó đòi bán nhà chia của, không biết làm sao. Rồi nó kêu ông già bán nhà đi rồi chia ra cho anh em. Mà lên đó nó quậy hoài vậy đó, ổng tức quá trời luôn, không biết làm sao. Đó là giờ nhà có 3-4 anh em đó, bán nhà chia người ít ít làm vốn, nhà đang ở đó. Rồi dĩ nhiên ông đâu có chịu, ông lên thì cứ làm đi chứ nhà này bán ở đâu. Đó là bán ai nạnh có tiền, tại nhà nó mặt tiền. Do bán nạnh ai có tiền thì mua cái nhà chung cư ở đâu ở, tự ai nấy ở. Vậy nó quậy hoài vậy đó, chịu không nổi. Thì đó cũng là quậy đó.
Cho nên trong cái trường hợp này á, thầy không biết quậy là cái kiểu gì, quậy cái kiểu nào, quậy là lâm nợ, hay quậy là muốn bán nhà, hay là quậy á, là hay nhậu về chửi người này chửi người kia, đó là điều quậy hết á, làm cho cái người nhà bị phiền não, làm cho chính người này á là bị phiền não, thì mình nói đó là người ta quậy, người ta quạng đó không. Cho nên cái người ở nhà mà có ba đứa con, có một đứa quậy chịu không nổi, có ba đứa, hoặc là anh đua xe cũng quậy đó, đua xe bị bắt rồi đóng phạt tùm lum hết đó, cũng là quậy đó. Hoặc là bỏ học, còn tuổi đi học bỏ học, tụm năm tụm ba đi nhậu rồi bỏ học, nó cũng là quậy đó. Cho nên đó, mình không biết quậy quậy theo kiểu nào, hiểu không? Chứ là có ba đứa con mà quậy hết kiểu này chắc sống cũng không nổi đâu mà nghe. Nên á quý vị, trong trường hợp này mình hãy gán á là lên bàn thờ Cửu Quyền Thất Tổ, rồi đọc tên những người đó ra, nhờ ông bà Cửu Quyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp á có thần lực gia hộ cho một phần để dễ dàng vượt qua ở trong cuộc đời này, rồi lên tới bàn thờ Phật. Trước hết nó cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho ba đứa con này đừng có quậy nữa, ngoan hiền làm ăn. Rồi á là chúng ta á là cầu nguyện cho Long Thiên Hộ Pháp gia hộ để cho ba người con này đừng có quậy nữa, vân vân. Thì bây giờ lại 108 lại tụng kinh Pháp Hoa, mình hồi hướng đi, hồi hướng ngày đừng chút xíu, ngày giọt 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 nước, ngàn giọt á thì cũng được chén nước. Mình cứ nghĩ vậy đi, miệt mài công phu, miệt mài làm để hồi hướng. Đó, như vậy thì cứ là hoài 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 vậy đi. Rồi từ cái đó nó sẽ thay đổi được cái hoàn cảnh. Chứ nếu mà bằng không á thì mình khổ nhiều lắm. Cho nên á cái những tu mình vẫn tu, chứ đừng có đổi thừa là lại 108 rồi á, là tụng kinh Pháp Hoa con nó quậy, bây giờ mình nghĩ ra nó cũng quậy ha. Tại đây nó quậy là nó quậy ha. Cho nên á mình phải càng tu tập hồi hướng nó nhiều hơn nữa. Mình á hãy lại âm thầm, đừng cho ai hay, rồi á là mình cũng đọc kinh âm thầm thôi, chứ cũng đừng có phô trương này nọ quá. Thì á từ từ mình hồi hướng những cái phước báo công đức đó để cho những người này á được thấm nhuần là những lời dạy của Phật mà quay đầu và quay lại, biết được ông bà cha mẹ tu tập đừng có quậy quạng ở trong đời. Cho nên cái này á mà phải nói cụ thể là cái gì thì thầy mới có thể tư vấn chính xác được. Còn mình không nói cụ thể là cái gì thì thầy chỉ nói chung chung như vậy thôi. Nhưng khẳng định một điều, không phải là tụng kinh Pháp Hoa hay là lại 108 lại con mới quậy đâu, mà cái mầm móng quậy này là do cái nhận thức của mọi người và do cái nghiệp lực của mọi người khác nhau ở trong gia đình mà thôi. Cho nên á trong những cái trường hợp đó thì chúng ta hãy cầu Phật gia hộ, Cửu Quyền Thất Tổ gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ để xoay chuyển cái tình hình vấn đề đó vậy ha. Thời hết giờ ông ta nghĩ, rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông qua kinh meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, ta lợi dụng ảnh của chùa ảnh thầy để bán thuốc giả lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó nếu mà có thiệt hại về tiền bạc á, hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà muốn rõ thêm chi tiết liên hệ với văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người, hay là xây cầu, đắp đường, làm đường giao thông nông thôn, các học bổng vân vân. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.